Kia K3 2015 xe chính chủ, máy 1.6 bản full nha cô chú anh chị. Full LED đèn Audi nè. Full LED hết toàn bộ nè. Để cho anh mở dàn đèn lên cho anh em cùng trải nghiệm. Ở đây nó có chế độ đèn ô tô nha. Nè, có tính năng đèn ô tô rồi, đó. Rất là hay, ô tô bà con đi ban ngày đèn nó tắt, ban đêm đèn nó sáng trưng à. Đây là đèn ô tô anh chị nè. Đèn sau đã full LED hết toàn bộ nè. Biểu tượng của Kia mẫu sinh đan hai đầu 1.6 nha cô chú anh chị, hệ thống cảm biến da 49E 415 13E nè. Xe đẹp lắm. Sơn rin đâu đó 60-65%. Mâm là mâm lớn, mâm phơi nguyên bản của dòng Kia nha. Chuẩn chu cho anh em, mẫu này tích hợp xi nhan thiên gương chiếu hậu, cân bằng điện tử ABS đầy đủ rồi. Máy 1.6 full LED hết toàn bộ nha. Lẫy số vô lăng tích hợp đầy đủ luôn. Nói chung option tính năng em này nhiều vô kể anh em. Cảm biến trước sau xung quanh xe luôn. Anh em mua về đi em này thì tuyệt vời. Chạy lành tính, chạy 7 lít trên 100km thôi. Đèn nè anh em, đèn đã full LED hết toàn bộ, nguyên bản hết nha. Không một tí độ chế. Cái là phía dưới chúng ta sẽ có đèn gầm phá xương anh em. Anh em quan tâm mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Dàn mâm phơi nè. À, mâm phơi nguyên si nhá. Mâm này là mâm phơi nguyên rin luôn. Chủ nhà đi 4 cái vỏ Michelin mới tinh anh em. Hàng đẹp chuẩn chu cho anh em. Gia đình đi mẫu này thì quá ok rồi. Sạch sẽ chưa? Sử dụng toàn bộ hệ thống mâm la giang R17 phơi hết toàn diện. 4 thắng đĩa luôn anh em. Cửa trang bị cửa sổ trời trên nóc nha. Giá hợp lý lắm. Nè, option nội thất nè. Người ngồi sau thì không có cảm giác nào bị nóng đâu. Chủ nhà bọc toàn bộ hệ thống ghế một kem hết sạch sẽ rồi. Dàn lạnh phía sau nữa nè anh em nè. Hai dàn lạnh luôn nha anh em. Keo chỉ trong nách là nguyên bản hết, không có đâm pha lỗi lầm. Bộ kính cửa tắp bi đẹp lắm. Nè, chất đóng cửa nè. Đó bà con thấy không? Đây. Hệ thống gương cụp mở nè. Em này nghiêng lên tới 45 độ nha anh em nha. Nghiêng lên tới 45 độ đây anh chị em nè. Đó. Gập kính này không có không có bị vướng vì nó lên sát luôn, nó ốp sát vành kính luôn nha cô chú anh chị. Hàng đẹp lắm. Hệ thống gương chỉnh điện, lốc kính, lốc cửa đầy đủ các tính năng. Keo chỉ nguyên si 100%. Vô lăng tích hợp nè. Đây chúng ta có mấy chế độ lái nè. Nè, chế độ tự động, chế độ tự động, chế độ sport, chế độ thể thao này, chế độ comfort là mượt mè nè. Rất là nhiều tính năng. Kết hợp bên đây chúng ta sẽ có lẫy số full hết rồi nha bà con nha. Đàm thoại, cuộc gọi, cruise control rồi đầy đủ các kiểu rồi. Ở gia này anh em lấy về anh em chạy gia đình đi bao sướng luôn. Đây, bước vô đây trang bị màn hình. Một cái màn hình cảm biến to đùng, có hệ điều hành, cam hành trình, chống bắn tốc độ, tất cả báo cam phạt nguội full hết rồi. Nút đề startup nguyên bản đây. Nè, cruise control nè. Ghe nè, giờ giữ chân ghe rồi tất cả đàm thoại chế độ lái nè. Đó, đồng hồ hiển thị liền anh em thấy không? Số tự động nè, hai cấp chế độ chạy, chế độ tự động và chế độ bán tự động. Bên đây chủ nhà đã lên loa súp, hệ thống mút lốc, tắp lô tắp bi liền lẹt sạch sẽ lắm anh em. Đó, anh em lấy về anh em chạy thôi. Hai túi khí bên phụ bên tài. Nguyên một cái dàn trần thì chủ nhà full toàn bộ hệ thống trần nỉ xịn. Đây nè, trần nỉ nè anh chị nè. Đó, full toàn bộ hệ thống trần nỉ xịn hết toàn bộ diện nha anh em. Trang bị đây chúng ta sẽ có cửa sổ trời nữa nè. Anh em có thể mở cửa sổ trời đi biển đồ đi chơi, mẫu này cũng ok. Đi em này thì lành tính, đời với lại đời cao nữa. Giá rẻ nha, giá bên công ty đang bán 365. Trần anh để cho anh em 340 hết giá. Được cho anh em. 340 triệu là full tiền đó anh em. Còn anh em muốn góp thì 350, Trần Anh sẽ hỗ trợ góp cho anh em từ 30 đến 40 triệu. Đó anh em cứ có sự chọn lựa. 2015 nha. Giá công ty bán 265 nè. Anh chị thấy không? 365 chứ. Trên là đồng hồ báo giờ. Hệ thống ưu tiên tất cả các tính năng đang hoạt động hoàn hảo hết toàn bộ nha anh em. Bà con mà muốn nhàn nhã hơn á thì bà con có thể cài qua chứ cái chế độ D cộng á, bà con cài lấy số bà con chạy. Chạy như siêu xe. Họ giá thành thì nó rẻ tiền thôi. Gia đình đi mẫu này quá sang à. Quá sang, quá xịn mịn. Máy nổ êm ru. Xe này là bao cứng lỗ cho anh em nha. Tiếp tục rồi anh em, vô khoang động cơ máy nè. Đây một tính năng là không thiếu phần quan trọng. Tính năng hệ thống ABS chống bó cứng phanh. Cục máy nè, cục máy nắp đầu ron cò chưa mở luôn. Máy số là nguyên si, đèn cao su chưa rớt nè. Anh chị thấy không? Máy nổ êm lắm. 4 máy thôi. 1.6. Không có đâm pha lỗi lầm. Em này máy số nguyên bản, thậm chí đường co nước nè.
Đường co nước của em nó chưa có dấu hiệu làm lại nha anh em. Anh em thấy đường co nước không? Đường vô và đường ra nè, chưa có dấu hiệu mở luôn. Dàn xương đầu theo xe không có đâm pha, hai bên kèo cột nguyên bản hết. Đây là xương nè, xương hông nè. Nó sạch sẽ lắm. Anh em thích mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Chỉ có 300 mấy chục triệu thôi anh em. Để cho anh em full tiền 340 triệu mẫu này. Đó, Kia K3 nha cô chú anh chị. Một mẫu xe khá là đình đám của thương hiệu nhà Kia luôn anh em. Đồng sơn nội thất bao đẹp, full hết rồi, màu trắng nữa. Anh em về anh em có thể chạy, anh em chạy dịch vụ mẫu này là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai, anh em về anh em có thể là chạy xe hoa được, với cái màu trắng nó dễ chạy đến tuyệt vời luôn. Đèn đuốc là full led này không? Đó, ban đêm là cực kỳ là ok luôn. Cốp trong keo chỉ là nguyên si, không mất một phân chỉ nào. Nói chung là xe không lỗi, được chưa anh em? Đó vậy thôi. Xe không lỗi, máy móc bao rin, bao cam kết với cô chú anh chị luôn. Thoải mái. Mà chưa hết đâu, với cho anh vẫn hỗ trợ cho anh em có một cái chế độ là góp đến ưu đãi đến mấy chục triệu như thế này. Nói chung là góp không có lãi suất cho anh em nha. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm nè anh em. Gầm bệ ở dưới nè. Đó, anh em thấy gầm đẹp không? Gầm 215 là mới tinh luôn. Các bạn quá trời. Đó, giá trên mạng anh em cũng đề là 36, 37 không. Bán cái giá này hợp lý thôi. Là xe đẹp. Chế độ bên Trần Anh còn có chế độ bảo hành tất cả các tính năng cho anh em luôn. Anh em nào quan tâm mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Chào anh em nha. Chúc anh em ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.